Thầy chào các em. Hôm nay thầy hướng dẫn cho các em một phân môn nữa, đó là phân môn tích phân. Thế thì do thầy muốn giới thiệu cho các em một số những cái gì đặc biệt thôi, bởi vì cái thời gian nó ngắn đó. Thì ở đây thầy chỉ nêu ra cho các em một số những cái phương pháp để mà chúng ta đi tính một cái tích phân. Ở đây thì thầy chủ yếu thầy giới thiệu cho em hai cái cách nhìn, đó là một cái cách mà chúng ta không có đổi biến, chúng ta cũng không có dùng phương pháp từng phần gì cả, mà chúng ta chỉ phân tích ra thành tổng hiệu các cái tích phân cơ bản có trong công thức để mà chúng ta tính. Và cái phương pháp nữa mà chúng ta cũng thường gặp đó là phương pháp từng phần và đổi biến. Thầy chưa, chúng ta theo dõi ở cái ví dụ thứ nhất, thầy mời các em nhìn vào màn hình. Ví dụ thứ nhất, đề nghị bài toán yêu cầu tính y bằng tích phân từ 1 đến 2 của dx chia cho x cộng 1 nhân cho căn x cộng cho x nhân cho căn của x cộng 1. Thế bài này chúng ta thấy chúng ta chỉ cần phân tích ra thành tổng hiệu các tích phân cơ bản, các nguyên hàm mà có ở trong công thức bằng cách sau đây. Thầy đưa biểu thức trong dấu tích phân ra ngoài, đó là 1 chia cho x cộng 1 nhân căn x cộng cho x nhân cho căn x cộng 1. Thế thì ở đây chúng ta để ý với nhau điều sau đây. Mẫu số, các em quan sát mẫu số, chúng ta có thể đặt được ai làm thừa số chung đây? Chúng ta có thể đặt được căn x cộng 1 nhân căn x làm thừa số chung. Ở đây xin lưu ý rằng x của chúng ta di chuyển trong đoạn từ 1 đến 2. Do vậy mà tất cả những cái căn x và căn x cộng 1 của chúng ta đều tồn tại cả và khác không. Như vậy thì ở biểu thức thứ nhất x cộng 1 nhân căn x mà ta đã đặt được căn x cộng 1 nhân căn x ra ngoài rồi thì ở đây chúng ta chỉ còn lại là căn của x cộng 1. Và cái biểu thức thứ hai đó là x nhân căn x cộng 1, chúng ta đã có căn x cộng 1 đây rồi. Chúng ta đã có căn x ở đây rồi thì ở trong này chúng ta chỉ còn lại là cộng cho căn x. Đó. Rồi, như vậy thì đến đây thì chúng ta lại để ý với nhau một điều sau đây. Đó là biểu thức căn x cộng 1 cộng căn x này nếu ta nhân lượng liên hợp căn x cộng 1 trừ căn x thì cái biểu thức căn x cộng 1 trừ cho căn x này nhân lượng liên hợp vào đó thì ta còn lại là x cộng 1 trừ cho x thì nó còn lại là số 1. Các em đồng ý không? Nó mất luôn chữ x. Rất là thuận lợi trong vấn đề tính toán. Vậy ta sẽ nhân tử và mẫu cho căn x cộng 1 trừ căn x. Thì lúc này ở đây vừa rồi thầy mới phân tích đó là gì? A cộng B nhân A trừ B bằng A bình phương là x cộng 1 trừ B bình phương là trừ x. Như vậy thì x đơn giản hết, còn lại số 1 ở đây thôi. Còn lại biểu thức đằng trước là căn x cộng 1 nhân căn x chúng ta viết lại ở đây. Thế rồi đến đây rồi thì ta tách ra thành hai nguyên hàm được ngay. Vậy bằng cái gì? Chúng ta để ý căn x cộng 1 chia cho căn x cộng 1 nhân căn x đơn giản cho căn x hết thì còn lại là 1 chia cho căn x. Rồi trừ dấu trừ đây. Căn x chia cho căn x cộng 1 chia nhân căn x đơn giản hết còn lại 1 chia cho căn x cộng 1, ta đã tách ra thành hiệu của hai nguyên hàm cơ bản. Thì từ đây ta áp dụng công thức để ta tính thôi. À, như vậy thì y bằng cái gì? 1 chia cho căn x bằng bao nhiêu nào? Bằng là 2 căn x. Rồi trừ đây viết lại 1 chia căn x cộng 1 công thức nguyên hàm bằng gì? 2 lần căn x cộng 1. Cộng đi từ 1 đến 2 tức là 2. Tất cả lấy trên đoạn từ đâu? Từ 1 đến 2. Vậy thì ta thế cận trên trước nhé, bằng bao nhiêu? 2 thế vào đây ta được là 2 căn 2. 2 ta thay vào ta có được trừ 2 căn 3. Rồi trừ cho thế cận ở dưới vào. Căn cùng 1 bằng 1 tức là bằng trừ 2. Rồi thế 1 vào đây được trừ với trừ này thành cộng 2 căn 2. Ta rút gọn lại ta ra được bao nhiêu? 2 căn 2 cộng 2 căn 2 được 4 căn 2. Rồi trừ 2 căn 3 rồi trừ 2 ở đây. Thế thì chúng ta thấy rằng qua cái ví dụ thứ nhất
thì chúng ta thấy không nhất thiết là chúng ta phải đổi biến hoặc từng phần, mà chúng ta quan sát cái biểu thức trong dấu nguyên hàm, trong dấu tích phân, ta xem thử ta có thể phân tích ra thành tổng hiệu các cái nguyên hàm cơ bản được hay không. Bây giờ ta xem tiếp ví dụ thứ hai, thầy cũng hướng dẫn các em bằng cái con đường đưa về tổng hiệu như sau. Chúc bạn tự tin thi tốt. Cho lượng giác tính y bằng nguyên hàm của 5, xin lỗi, phân tích phân hàm hữu tỉ 5x cộng 12 chia cho x bình phương cộng 5x cộng 6 dx. Chúng ta quan sát chúng ta thấy rằng đây là hàm hữu tỉ có bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu. Do vậy mà ta không thể lấy tử chia mẫu được. Ở đây cũng cần thiết nhấn mạnh với các em rằng nếu hàm hữu tỉ có bậc tử lớn hơn hoặc bằng bậc mẫu thì ta lấy tử chia mẫu. Ví dụ hai, chúng ta đặc biệt chỉ xét bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu thì chúng ta làm như sau. Thầy viết cái biểu thức trong dấu nguyên hàm ra. Cách giải quyết như thế này. Chúng ta sử dụng máy tính này nè. Chúng ta bấm nghiệm của mẫu số 5x bình phương cộng 5x cộng 6 thì có hai nghiệm, đó là x bằng trừ 2, đó là x bằng trừ 3. Do vậy mà mẫu số của chúng ta được tách như sau. Tử số chúng ta viết lại 5x cộng 12. Và mẫu số ta tách thành bao nhiêu? X bằng trừ 2 thì ta a bằng 1. Cho nên lẽ ra phải là a nhân x trừ x0 nhân cho x trừ x1 nhân cho x trừ x2, nhưng a bằng 1 cho nên ta chỉ còn lại ở đây là gì? X trừ cho trừ 2 nghĩa là x cộng 2. Nhân tiếp cho x trừ cho trừ 3 nghĩa là x cộng 3. Thấy chưa? Rồi bây giờ xem cái cách thức mà ta tách ra thành tổng hiệu như sau. Thế thì chúng ta coi. Xem nhé. X cộng 2 đây. Ta viết lại ở dưới mẫu số. Còn tử số để trống đó từ từ ta biết. Rồi cộng nhé, lúc nào cũng là dấu cộng. Chia cho x cộng 3, ta viết lại ở đây. Em thấy chưa nào? Rồi, vậy thì vấn đề đặt ra tử số ở đây nó là bao nhiêu? Bằng cách sau đây nè. Ta cho cái mẫu số x cộng 2 này bằng 0. X cộng 2 bằng 0 nghĩa là x bằng bao nhiêu? Trừ 2. X bằng trừ 2, sau đó ta thế vào cái phần còn lại, bỏ cái x cộng 2 ra. Thế vào phần còn lại, thầy bôi này nè. Thế vào phần còn lại là thế vào đâu? 5x cộng 12 chia x cộng 3 thì ta được bao nhiêu? Trừ 2 nhân 5 là bao nhiêu nào? Trừ 10. Rồi cộng 12. Trừ 2 ở đây cộng 3. Thì ta thấy rằng là trừ 10 cộng 2, 12 chia cho trừ 2 cộng 3 bằng bao nhiêu? Bằng 2. Thì tử số ở đây của chúng ta là 2. Và cái cách thức tìm rất nhanh. Rồi bây giờ ta xem thử tiếp. Đối với phân số thứ hai ta xem tử số là ai, giống như vừa rồi, bằng cách chúng ta cho mẫu số x cộng 3 bằng 0 nghĩa là x bằng trừ 3. Ta thay x bằng trừ 3 vào phần còn lại của biểu thức này. Ta che cái x cộng 3 này lại, ta thế vào phần còn lại ta có được bao nhiêu? Trừ 3 nhân 5 là trừ 15 cộng 12. Trừ 3 thế vào mẫu trừ 3 ở đây rồi cộng 2. Bấm máy tính. Nhẩm trong đầu cũng thấy trừ 3 chia cho trừ 1 được bao nhiêu? Được là 3. Đây, tử số là 3. Rồi tất cả những cái điều đó chúng ta thấy cái cách thức mà chúng ta tách một cái hàm hữu tỉ ra thành hai cái nguyên hàm cơ bản
như vậy, cách rất là đơn giản thôi. Tại vì thầy, chúng ta nghe thầy giảng nó rườm rà về thôi, chứ mà buông cái lời giảng ra chúng ta tự làm chúng ta thấy rất nhanh. Đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta tách được thành hai nguyên hàm cơ bản. Do vậy mà y của chúng ta bằng nguyên hàm thứ nhất quá dễ là được cái gì? Hai log nebe trị tuyệt đối x cộng 2. Nguyên hàm cái phân số thứ hai được bao nhiêu? 3 nhân cho log nebe trị tuyệt đối của x cộng 3. Mà nguyên hàm thì đương nhiên chúng ta phải cộng cho hàng số c. Chúng ta xem kỹ cái ví dụ số 2. Chúng ta cái cách thức tách ra thành hai nguyên hàm cơ bản đối với hàm hữu tỉ có bậc tử bé bậc mẫu. Mà ở đây bậc mẫu thì cho cách đơn giản đó là bậc 2 có hai nghiệm. Mà tại vì cũng không có nhiều giờ. Chứ còn vậy thì vấn đề đặt ra nếu bậc 2 đó có nghiệm kép thì sao? Nếu bậc 2 đó vô nghiệm thì như thế nào? Thì thôi từ từ chúng ta sẽ bàn với nhau sau. Năm 2021, Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển bao gồm xét kết quả thi trung học phổ thông, xét điểm học bạ trung học phổ thông dựa trên một trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0, tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm. Thi tuyển đầu vào cho trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức, xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và theo diện cử tuyển. Chúng ta xem tiếp ví dụ thứ ba. Thầy cho một cái hàm lượng giác. Tính y bằng nguyên hàm của 8 sin x trừ cos x tất cả chia cho sin x trừ 2 cos x. Dĩ nhiên, cái hàm biểu thức bên trong của chúng ta nó tồn tại để ta lấy nguyên hàm nhé. Thì để ý với thầy, tử số là một cái biểu thức bậc nhất đối với sin và cos. Mẫu số cũng là biểu thức bậc nhất đối với sin và cos. Thì thầy bày cho cái cách thức tách ra thành tổng hiệu của hai nguyên hàm cơ bản như sau. Các em đưa tử số ra, 8 sin x trừ cos x đưa ra, đưa tử số thôi. Và chúng ta tách như sau, các em có cái cách thức tách tử số nè. A là hằng số nhé, A lớn, bằng A nhân cho mẫu số là gì? Sin x trừ 2 cos x. Rồi cộng cho B nhân cho mẫu số đạo hàm, dấu phẩy này là đạo hàm, mẫu số là sin x trừ 2 cos x đạo hàm. Cụ thể như sau, bằng nè, A nè, mẫu số là ai? Sin x trừ 2 cos x viết vào đây. Rồi cộng cho B nhân cho mẫu số đạo hàm. Đạo hàm của sin x bằng gì? Cos x. Đạo hàm của cos x bằng trừ sin x với trừ 2 nữa thành cộng 2 sin x. Thấy chưa? Sau đó các em đặt, em thấy cái biểu thức này nó chỉ quanh đi quẩn lại có hai hàm lượng giác, đó là sin và cos thôi. Như vậy chúng ta sẽ đặt sin x làm thừa số chung. Vậy ở đây nhân A vào, chúng ta còn lại ở đây là A. Sin x đây nè các em. Nhân B vào thì ở đây chúng ta được là cộng 2B. Rồi ở đây cos x ta đặt cos x làm thừa số chung. Nhân A vào chỗ này, ta được trừ 2A. Nhân cho B vào chỗ này, ta được cộng B. Rồi sau đó ta đồng nhất thức hai vế, ở đây là 8 sin x trừ cos x bằng A cộng 2B sin x cộng cho trừ 2A cộng B cos x. Tử số bây giờ ta tách ra được như vậy đó. Vậy ta đồng nhất thức hai vế, ta có được cái gì? A cộng 2B sin x đây với 8 sin x này đồng nhất thức, ta cho hai hệ số này của chúng ta bằng nhau. Nghĩa là gì? A cộng 2B bằng 8. Đúng chưa? Rồi một cách tương tự, ta đồng nhất thức cái biểu thức cos để lại. Thì như vậy chúng ta có cái gì? Trừ 2A cộng B bằng trừ 1. Đến đây rồi thì hệ phương trình bậc nhất hai ẩn A và B, chúng ta lấy máy chúng ta bấm thì chúng ta có được ngay A bằng 2 và B bằng 3. Vậy từ đây chúng ta sẽ có được cái biểu thức trong nguyên hàm, đó là 8 sin x trừ cos x chia cho sin x trừ 2 cos x đây. Ta vừa rồi ta tách cái tử số là gì? A nhân mẫu số mà A bằng mấy? Bằng 2. Ta thế A vào đây.
ta được là cái gì? B là mẫu số. Sin x trừ 2 của x là mẫu số rồi nhé. A bằng 2 thế vào đây. 2 lần mẫu số B bằng 3 thế vào đây. Cộng cho 3 lần mẫu số đạo hàm. Như vậy thì 2 lần mẫu số chia cho mẫu số bằng cái gì? Bằng 2. Rồi cộng cho 3 lần mẫu số đạo hàm chia mẫu số. 3 viết lại đây. Mẫu số đạo hàm chia mẫu số. Như vậy thì ở đây ta thấy rằng nguyên hàm, ta tách ra được thành hai nguyên hàm cơ bản này đó. Nhớ nè, nguyên hàm của U phải chia U, nguyên hàm U phải chia U bằng gì? Log Neper trị tuyệt đối U. Bởi vì sao vậy? Vì đạo hàm của log U bằng gì? U phải chia U. Do đó ta có được Y bằng gì? Nguyên hàm của 2 bằng bao nhiêu? Dễ rồi, 2X. Rồi cộng cho 3 hằng số để lại. U phải chia U bằng log Neper trị tuyệt đối U. U của mình là mẫu số đó. Mẫu số là ai? Mẫu số là sin x trừ 2 của x. Sin x trừ 2 của x đây. Đấy, nguyên hàm thì đương nhiên ta cộng cho C nữa là xong. À, như vậy thì nếu mà chúng ta gặp một phân số tử và mẫu đều là những biểu thức bậc nhất đối với sin và cos, thì ta tách tử số ra thành A nhân cho mẫu số cộng cho B nhân mẫu số đạo hàm. Rồi ta đồng nhất thức hai vế để mà ta tìm được A và B. Ta thay vào, ta tách ra thì ta được hai nguyên hàm cơ bản. Chúng ta xem tiếp một ví dụ nữa nhé. Chúng ta liên quan đến một cái phương pháp đổi biến hoặc từng phần sau đây. Giả thiết cho chúng ta biết tích phân từ 0 đến 2 của x nhân f phẩy x cộng cho fx dx bằng 4, tính f2. Dĩ nhiên khi người ta cho nghĩa là cái tích phân từ 0 đến 2 này tồn tại nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta lắng nghe. Trước hết, từ cái giả thiết tích phân từ 0 đến 2 vân vân bằng 4, chúng ta tách hẳn ra thành hai tích phân sau đây. Tích phân từ 0 đến 2, đây là số 0. Thầy đánh, thầy quên chưa sửa số 0 đó. Xf phải x dx cộng tiếp cho tích phân từ 0 đến 2 của fx dx, giả thiết cho biết bằng mấy? Bằng 4. Thầy nhắc lại, số 1 này là số 0. Rồi, vậy thì bây giờ cái tích phân này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nào để tính? Chúng ta dùng phương pháp từng phần bằng cách chúng ta đặt U là x và dv là f phải x. Có U, chúng ta đi tính du bằng cách lấy đạo hàm. Đạo hàm của x bằng 1 dx. Dv bằng f phải x dx, có thêm dx đây nữa. Thì v bằng cách lấy nguyên hàm của f phải. Nguyên hàm f phải bằng gì? Bằng f. Xin lỗi, f phải dx nha. Tại thắng máy hơi vội các em. Như vậy thì tích phân đầu tiên ta được UV, tức là x nhân cho fx, tất cả lấy trên đoạn từ 0 đến 2, đây là số 0 đó, trừ tiếp cho tích phân từ 0 đến 2 của V nhân DU, tức là fx dx. Rồi cộng tiếp cho tích phân từ 0 đến 2 fx dx, viết lại, giả thiết cho biết bằng 4. Hai cái tích phân này giống nhau, đơn giản cho nhau hết. Ta thế 2 vào đây, ta có được bao nhiêu? 2 nhân F2 thế 0 vào, ta có được trừ 0 F0 bằng mấy? Bằng 4. Mà 0 nhân F0 bằng bao nhiêu? Bằng 0. Như vậy từ đây dễ dàng ta tìm được F2 bằng bao nhiêu? 4 chia 2 bằng 2. Đáp số của bài toán F2 bằng 2. À, thì đây là một cái nét đặc trưng để dùng phương pháp từng phần. Thế thì thường có kinh nghiệm như thế này nè. Nếu chúng ta nhìn vào trong một cái biểu thức tích phân hoặc nguyên hàm mà có chứa f phẩy, thì thường, thầy nói thường thôi chứ không phải lúc nào cũng vậy, thường chúng ta nghĩ đến phương pháp từng phần. Và nhớ rằng nếu dv bằng f phẩy x dx thì v của chúng ta bằng fx, nguyên hàm của f phẩy bằng f nhé. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình, bắt đầu từ trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU.
đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực. SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Chúng ta xem tiếp một ví dụ nữa nào. Giả thiết cho chúng ta biết fx cộng cho f của 2 trừ x bằng x với mọi x thuộc R. Đề bài yêu cầu chúng ta đi tính y bằng tích phân từ 0 đến 2 của fx dx. Đối với những loại toán như thế này, chúng ta nhìn vào, nếu chúng ta làm nhiều, có kinh nghiệm thì chúng ta biết ngay chúng ta sẽ dùng phương pháp đổi biến. Bây giờ đổi biến như thế nào? Chúng ta quan sát cái đề bài. Đề bài yêu cầu chúng ta tính tích phân từ 0 đến 2 của fx dx. Trong khi đó giả thiết thì lại cho f của 2 trừ x. Vậy làm cách nào để sử dụng được cái giả thiết f 2 trừ x? Bằng cách đổi biến như sau. Thầy sẽ đặt cái chữ x này nè bằng ai? 2 trừ x, ở đây là x, thì cái x này ta đặt bằng 2 trừ t, để lát ta thế vào ta sẽ sử dụng được cái giả thiết fx cộng f2 trừ x bằng x. Đặt x xong thì ta lấy vi phân hai vế, ta có dx bằng trừ dt. Đổi cạnh nhé. Với x bằng 0, đây 0 này. Thế x bằng 0 vào đây thì ta có được t bằng 2. Rồi x bằng 2. X bằng 2 thế vào đây, 22 đơn giản hết thì ta có được t bằng 0. Như vậy thì cái tích phân y của chúng ta bây giờ cận đi từ đâu? Từ 2 đến 0. Đúng chưa nào? Ứng với cái cận từ 0 đến 2 thì t đi từ 2 đến 0. Rồi bây giờ f của x, fx bây giờ được thế bằng gì? Fx với x bằng 2 trừ t thì ta có f của 2 trừ t. Còn dx này được thay thế bởi trừ dt, dấu trừ này để đằng trước, đúng. Dấu tích phân. Ở đây sẽ còn lại dt ở đây. Rồi bây giờ dấu trừ này chúng ta bỏ đi bằng các cái cận quay ngược lại, thay vì đi từ 2 đến 0. Thì bây giờ ta đổi ngược lại, bỏ dấu trừ đi là từ 0 đến 2. Và các em thấy nè, bây giờ ta có thể đổi chữ t thành chữ x thì biểu thức giá trị tích phân không thay đổi. Chúng ta lưu ý với nhau một điều rằng tích phân từ a đến b của fx dx cũng bằng tích phân từ a đến b của ft dt, cũng bằng tích phân từ a đến b của fu du. Do vậy ta hoàn toàn có quyền thay chữ t bởi chữ x. Như vậy thay vì f2 trừ t ta viết lại thành f2 trừ x, dt ta viết lại thành dx. Và khi đó ta giải quyết như sau. Đây là một cái kiểu làm rất đặc biệt, chúng ta lưu ý. Y của chúng ta bây giờ bằng tích phân từ 0 đến 2 của f2 trừ x dx. Thầy tính 2y tức là bằng y cộng y ra được 2y. Thì cái y thứ nhất là cái y của đề bài. Đó là gì? Tích phân từ 0 đến 2 của fx dx. Cộng cho cái y thứ hai là cái y mà chúng ta vừa mới đổi biến xong. Đó là cộng cho tích phân từ 0 đến 2 của f2 trừ x dx. Hai tích phân này chúng ta thấy có cùng một cận là từ 0 đến 2. Vậy ta gộp lại từ 0 đến 2 của biểu thức bên trong tích phân là fx cộng cho f của 2 trừ x dx. Vậy thì từ đây rõ ràng ta sử dụng được giả thiết cho, đó là fx cộng cho f của 2 trừ x bằng ai vậy? Bằng x. Như vậy thì ta có được tích phân từ 0 đến 2 của x dx. Đến đây thì chúng ta có thể dùng máy tính, chúng ta bấm ra được ngay. Còn nếu không thì chúng ta tính bình thường, x nguyên hàm của x bằng x bình phương chia 2
ta thế cận vào rồi ta tính ra thì ta thấy rằng nó bằng bao nhiêu? Bằng 2. 2 y bằng 2 như vậy thì y chuyển 2 qua bằng mấy? Bằng 1. Và đây là đáp số của bài toán. Đây là một cái cách tính đổi biến cũng khá đặc biệt. Đó là cái cách chúng ta tính 2 y. Ta tách ra thành y cộng y. Cái y đầu của chúng ta là cái y của đề bài. Cái y thứ hai của chúng ta là sau khi chúng ta đổi biến, rồi chúng ta cộng hai cái tích phân đó lại, rồi sử dụng giả thiết của đề bài để chúng ta đi tính cái tích phân đó. Có một cái ví dụ nữa, nó cũng tựa tựa như cái ví dụ số 5 này, để chúng ta theo dõi thầy cũng đi tính 2 y cho các em thấy. Giả thiết cho chúng ta biết fx nhân cho f của 1 trừ x bằng 1 với mọi x nhé. Tính y bằng tích phân từ 0 đến 1 dx chia cho 1 cộng fx. Thế thì vừa rồi các em để ý thấy thầy đổi biến bằng cách phải đặt x. Bây giờ cũng còn một cái kiểu nữa, đây cũng là một cái kiểu mà chúng ta thường làm. Đó là chúng ta đổi cái fx này nè bằng cái biểu thức gì? 1 chia cho 1, 1 chia cho f của 1 trừ x. Để chúng ta nhìn đổi biến nó dễ hơn. Đây, xem ngó thầy viết. Vậy bằng tích phân cận đi từ đâu? Từ 0 đến 1. Rồi dx chúng ta viết lại, chia cho 1 thầy viết lại. Vừa rồi thầy mới nói cái fx ta đổi thành gì? 1 chia cho f của 1 trừ x. Thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy để ứng dụng cái giả thiết này thì ta đặt t bằng 1 trừ x. Nó giúp cho chúng ta đổi biến nhìn ra nó nhanh hơn. Có hai cái kiểu nhìn thật sự đặt cái cách nào cũng được cả. Ví dụ 5 thì ta đặt x bằng 2 trừ t, còn bây giờ ở đây ta đặt là t bằng 1 trừ x. Cái cách nhìn nó giống giống như nhau thôi. Vậy ta đặt t bằng 1 trừ x, lấy vi phân hai vế, ta có dt bằng trừ dx đổi cận. Với x bằng 0 ta thế vào đây thì ta có được t bằng 1. Với x bằng 1 ta thế vào đây ta có được t bằng 0. Vậy tiếp tục tích phân cần cho, phân cần tính bằng cận đi từ đâu? Từ 1 đến 0. Đó. Rồi bây giờ ngó đây. Dx bằng gì? Dx chuyển vế dấu trừ là chuyển qua là trừ dt. Đồng ý chưa? Chia cho số 1 này chúng ta viết lại ở đây. Cộng cho 1 chia ft, bởi vì t ta đặt là 1 trừ x. Dấu trừ này bỏ đi bằng cách cận quay ngược lại giống như vừa rồi. Cụ thể cận đi từ số mấy? Từ số 0 đến số 1. Vậy thì chúng ta thấy tử còn lại dt chia cho, đã ngó phân số nè. Mẫu số của chúng ta quy đồng lên ft nhân chéo lên số 1. Vậy thì cái ft ở dưới mẫu này dẫn đẩy lên tử nằm ở trên này đúng không? Vậy dưới mẫu còn lại cái gì? Nhân lên đây được cái gì? Các em ft rồi cộng cho đây là 1. Rút gọn lại thôi mà. À, như vậy thì cái y mà dấu sau khi, cái y sau khi mà chúng ta đổi biến, nó ra được tích phân từ 0 đến 1 của ft dt chia cho ft cộng 1. Và ta đổi chữ t đó thành chữ gì? Chữ x. Nhưng mà chỗ này ta thấy nó hết cái màn hình rồi, cho nên thầy không có đổi. Chúng ta cứ tưởng tượng ta đổi chữ t thành chữ x nhé. Giống như vừa rồi chúng ta đi tính 2y bằng y cộng y, thì cái y thứ nhất là cái y của đề bài. Đó là gì? Tích phân từ 0 đến 1 của dx chia cho 1 cộng cho fx. Đồng ý nhé. Rồi cộng cho cái tích phân thứ hai là tích phân mà chúng ta đổi biến vừa rồi. Tức là tích phân đi từ đâu? Từ 0 đến 1. Ta đổi chữ t thành chữ gì? Chữ x. Thì ta có fx dx tất cả chia cho fx cộng 1. Hai tích phân có cùng một cận với nhau. Như vậy ta gộp lại thành một tích phân cận đi từ 0 đến 1. Và mẫu số chung của chúng ta là gì? 1 cộng fx. Vậy từ số chỗ này còn lại mấy? 1. Chỗ này còn lại bao nhiêu? Cộng cho fx dx. 1 cộng fx chia 1 cộng fx đơn giản hết, còn lại 1. Vậy cuối cùng chúng ta thu được tích phân cận đi từ 0 đến 1 chia nhau còn lại 1, tức là dx.
mà nguyên hàm của 1 bằng mấy bằng x, thế vào 1 trừ 0 bằng 1. Vậy thì 2y bằng 1, ta rút ra được y bằng bao nhiêu? 1/2. Thế thì qua 6 cái ví dụ này, thầy muốn giới thiệu cho các em một số ít thôi, chứ còn thực sự ra nhiều cách tính lắm. Hai cái con đường, hai cái cách mà chúng ta thấy thường gặp trong đề thi, đó là chúng ta phân tích nguyên hàm hoặc là tích phân cần tính thành hai nguyên hàm tích phân cơ bản, hoặc là chúng ta sử dụng cách linh hoạt hai cái phương pháp đổi biến hoặc từng phần. Thậm chí là trong một bài chúng ta phải vừa dùng từng phần, ta lại phải vừa dùng đổi biến nữa. Thế hy vọng rằng là qua 6 ví dụ, thầy giúp cho các em có một cái nhìn nào đó về cái cách thức tính một tích phân. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Thầy thân ái chào các em.